Đô Nguyễn Trọng Nghĩa Bắc Giang phố đỏ, Đô Lý Gia Phong Tuyên Quang phố xanh, hai câu bảo dưỡng, hai đô xe đạp. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Chúng tôi xin công bố kết quả các vật vừa qua hạng cân 44 ở lúc 1 phút 34 giây của hiệp 1, Nguyễn Trọng Nghĩa Bắc Giang thắng.